Ngọc Trâm xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đi bên cạnh Ngọc Trâm đây là ca sĩ Nhật Hạnh, một gương mặt rất quen thuộc tại những tụ điểm ca nhạc và những sân khấu ca nhạc của thành phố Houston. Và đến với chương trình hôm nay thì chị Nhật Hạnh sẽ gửi đến quý khán giả ca khúc gì? Nhật Hạnh xin kính chào quý khán thính giả của đài BVN. Và nhân dịp đầu năm, Nhật Hạnh xin kính chúc quý vị có một mùa xuân thật là an vui và bình an. Thưa Ngọc Trâm và thưa quý vị, Nhật Hạnh được các cơ hội đi hát các nơi, cho nên thành Nhật Hạnh rất thích những cái ý nghĩa của Nhật Hạnh muốn nói về cái gì đó thì Nhật Hạnh tự sáng tác và để cống hiến cùng quý vị. Dạ, vậy thì hôm nay thì chắc chắn là chị sẽ gửi đến một ca khúc do chính chị sáng tác đúng không? Đúng vậy Ngọc Trâm. Vậy thì chị có thể giới thiệu tên ca khúc và cái ý nghĩa và thời gian nào mà chị đã có những cái cảm xúc mà chị sáng tác ca khúc đó? Thưa quý vị, Nhật Hạnh cũng vừa nói xong là Nhật Hạnh có cái cảm xúc là rất yêu thích thiên nhiên và rất là yêu thích tình người bao la, cho nên thành Nhật Hạnh sáng tác cái ca khúc này. Và mùa xuân, nếu không chúng ta không đi du xuân thì cũng là rất là tiếc. Do đó hôm nay Nhật Hạnh xin cống hiến quý vị một nhạc phẩm được mang tên Du Xuân. Thưa quý vị, xin mời thưởng thức ca khúc Du Xuân với phần sáng tác và trình bày của ca sĩ Nhật Hạnh. Xuân xanh như sao mai bình minh, mùa xuân xanh.